Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ, 714-897-6100 và 714-487-7889. Nature Medic Fucodan, độc quyền kết hợp với AHCC, góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. TNT Cabot Tile Cabinet, chuyên cung cấp vật liệu xây dựng nội thất với giá cả thấp nhất, chất lượng nhất, 714-894-1177. Thảo Yên, Hoàng Trọng Thủy trở lại với tất cả quý khán thính giả. Vẫn tin liên quan đến cái vụ chiếc Tesla rơi đó. Ngày hôm qua thì tin tức mới chứng nhận cho thấy rằng họ rất ngạc nhiên về cái vụ này. Vì trước đó khi chúng tôi nghe đó, một chiếc xe đang chạy, nhất là Tesla nữa, tự nhiên mặc dù cái đèo này nó rất là nguy hiểm, nhưng mà không đến độ mà băng qua kể cả cái hàng rào ở bên trên để rơi xuống cái vực sâu như thế. Họ nói phần lớn á, những ai mà chết á, phần lớn là do uống rượu lái xe, ngủ gục hoặc là nhiều vấn đề khác. Không ai có thể sống sót nếu rớt xuống đây. Không ngờ cái tin tức này nó trở thành một cái phép màu nhiệm. 4 người không người chết, mặc dầu lẽ đương nhiên là trong tình trạng nguy cấp, gãy xương sống vân vân, hoặc là gãy chân gãy tay. Tội nghiệp hai đứa nhỏ. Thì sau đó đó, một ngày sau khi cứu vớt được những người này, mà quý vị thấy đó là lực lượng cứu hỏa họ phải đi trực thăng xuống, họ phải sử dụng cưa cắt chiếc xe ra mới mang được xác của những người này ra, sau đó đưa lên vào bệnh viện. Thì chuyện gì? Công tố viên California chính thức truy tố ông bố về cái tội thứ nhất là cố sát giết người. Thứ hai, nhiều tội lắm. Trong đó có tội đối xử tàn nhẫn đối với trẻ em. Đây là cái tội mà ông nói rằng tụi nó không có một cái lý do nào để bị ông bố mà ông đâm cái đầu xe như thế. Thì có thể là cãi nhau với vợ, không bằng lòng với cái gì đó, mặc dầu hàng xóm nói là đang đi chơi vui vẻ, nhưng mà lái xe qua cái khu vực gọi là đèo quỷ này, đèo quỷ rất là nguy hiểm, thì nổi điên lên, ủi chiếc xe thẳng bay xuống, tự tử luôn. Ông muốn chết luôn, mà chết mà mang theo con với vợ luôn. Thì đó là lý do mà California giờ đây đó, khi mà ông sống lại thì chắc chắn sẽ tỉnh dậy đó thưa quý vị, tiếp tục sẽ và đương đầu với những các tội đó, bao gồm tội gây hại đến cho trẻ em, tội cố sát với vợ và mấy đứa nhỏ. Tin tức ở Việt Nam, thậm chí hãng thông tấn Reuters, rất nhiều các hãng tin quốc tế, Fox News vân vân, trong ngày hôm qua họ đã đưa ra các hình ảnh nỗ lực cứu bé trai bị mắc kẹt trong một cái khu vực công trình ở Đồng Tháp. Họ đang đào những cái hố để đưa những cái cột bê tông xuống sâu tới 35 thước, xây những cái công trình tòa nhà cao ốc vân vân. Thì bản tin nói rằng bé trai đi nhặt bao ni lông. Vâng. Tên là Thái, em có cái tên là Thái Lý Hạo Nam. Thái Lý Hạo hả? Vâng. Thái Lý Hạo Nam. Thái Lý Hạo Nam 10 tuổi. Tin tức sáng nay ghi nhận là em đã tử vong. Dạ. Tin rất tội nghiệp của hãng thông tấn Reuters. Các hãng tin quốc tế khi mà có xảy ra những cái vụ mà cứu nạn như thế rất là khó khăn. Rớt ở độ cao như thế thì chắc chắn là em đã bị thương rồi. Và hơn 3 ngày trời không có cách nào mà cứu em lên được. Thì chúng ta cũng thấy rằng thứ nhất cái tình trạng bảo vệ con người ở các công trình rất là tệ hại. Thứ hai là cái tiến trình mà tìm cách cứu nó cũng không có đủ những cái tiêu chuẩn quốc tế để thực hiện. Cho nên rất tiếc là không thành công để cứu bé trai lên.
Và thưa quý vị, cảnh sát ở tại Ovai cho biết là họ đã bắt giữ được một tên đàn ông và bây giờ vẫn đang điều tra là cái chuyện gì xảy ra sau khi mà vào mới ngày hôm qua y đi vòng vòng ở khu vực thành phố Ovai và đã đâm đến 3 nạn nhân. Thì cảnh sát cho biết đó là lúc mà họ nhận được điện thoại đó là vào khoảng 3 giờ chiều ngày hôm qua, thì họ tưởng là đó là cái nạn nhân đầu tiên, và phía cảnh nạn nhân đó nói là tự dưng đang đi ngoài đường thì bị cái tên này đẩy, rồi sau đó y nhào đến chửi bới và rút con dao ra và đâm nạn nhân. Thì cảnh sát ngay lập tức đi xung quanh đó, thì tìm được cái tên Ricardo de la Riva, 43 tuổi, và sau khi mà bắt được y và đi vòng vòng đó, thì cảnh sát mới phát hiện là trước đó có đến 2 người họ cũng bị y tấn công bằng dao, nhưng mà hai cái nạn nhân đó, đó là chỉ có bị giống như là chày trụa thôi, bị xước, cho nên là họ chưa có gọi cảnh sát. Thì phía cảnh sát nói là cái nạn nhân đầu tiên đó thật sự là vào khoảng 1 giờ trưa là ông kể ông đang đi bộ ở ngoài đường đó, thì bị cái tên này y cũng tự dưng nhìn người ta rồi chửi bới, thì ông này ổng mới giống như là ổng cũng cự lại, thì thế là y nhào đến cầm con dao, nhưng mà nạn nhân đầu tiên đó ông né được, cho nên là nó chỉ sượt qua cái tay làm ông bị chày, và sau đó y tiếp tục đi cái khu vực đó và cứ gặp người ta là chửi rủa, tấn công và lấy dao đâm. Thì phía cảnh sát cho biết là họ nghĩ là tên này đó bị vấn đề tâm thần, nhưng mà chưa có biết là có phải là y là dân vô gia cư hay không, và vẫn đang tiếp tục điều tra cái chuyện này. Trong khi đó, ở tại Thượng Hải, và tin tức này được hãng thông tấn Reuters ghi nhận được trong mấy ngày nay luôn, thưa quý vị, là tình trạng quá tải. Thực sự thì bởi vì cái chuyện bưng bít thông tin, chúng ta chỉ nghe được một số những cái nguồn tin từ những người dân ở Trung Quốc, họ mô tả lại thôi về cái tình trạng nhiễm bệnh. Phía Trung Quốc thì họ nới lỏng. Thậm chí rất nhiều người dân Trung Quốc giờ đây đã họ xin được visa rời khỏi nước để đi du lịch sang Ý, tìm cách sang Mỹ. Mặc dù có những cái lệnh yêu cầu những du khách này họ phải kiểm tra về COVID. Có nhiều người vẫn bị COVID mà không có triệu chứng hoặc là cảm nhẹ thôi. Họ không muốn sống ở Trung Quốc nữa. Và nếu mà họ đi du lịch vào thời điểm này thì đó là lý do mà họ nói không những ở nước ngoài mà tình hình du lịch nội địa ở Trung Quốc bây giờ nó khởi sắc đi. Nhưng mà đó là một bên tin chúng ta nghe được. Tin thứ nhì mà chúng tôi đọc và nghe thấy đó là từ những hình ảnh của hãng thông tấn Reuters gửi về. Họ nói rằng quá tải, và thậm chí tin tức sáng ngày hôm nay họ nói cái số người chết nhiều đến độ mà các nhà quan ở Trung Quốc đó, họ ra lệnh cho gia đình thân nhân, mỗi một người, mỗi một gia đình như vậy chỉ có từ 5 tới 10 phút, mà trung bình tùy nhà quan nào đỡ hơn thì 10 phút để được thăm người quá cố trước khi họ đưa xác vào thiêu. Và ấn định một cái giờ khắc nhất định là trong cái phạm vi thí dụ như là 1 giờ 10 cho tới 1 giờ 15. Quý vị phải có mặt để nhìn xác lần cuối, thảy vào thiêu. Thì đó là cái tình trạng hiện nay. Phía Trung Quốc thì vẫn làm nhẹ cái bản tin này, vẫn có cái cuộc họp hàng ngày của Tập Cận Bình giải giới chức. Nhưng mà bên cạnh đó, bệnh viện quá tải và số người chết quá cao, số người nhiễm bệnh cũng rất cao. Các chuyên gia y tế nước ngoài, kể cả Tổ chức Y tế Thế giới hiện nay cũng đưa ra những cái khuyến cáo với nhà cầm quyền Trung Quốc nên làm rõ hơn số người bệnh, số người chết. Phía Trung Quốc thì vấn đề bưng bít thông tin, họ sợ đưa ra những cái tin tức này sẽ gây hoảng loạn, hoang mang cho người dân. Ngược lại thì ở một số những thành phố, người dân vẫn xuống đường biểu tình. Thưa quý vị, họ vẫn biểu tình vì những cái lý do ngăn cản, hoặc là họ nói rằng đã mở cửa thì tại sao vẫn tiếp tục duy trì cái tình trạng cấm cửa họ, hoặc là gây cản trở cho nỗ lực họ muốn có một cái đời sống tự do hơn sau đại dịch. Vâng, thưa quý vị, trong khi đó thì chính quyền tiểu bang California cho biết là họ vẫn đang tiếp tục một cái chương trình họ gọi là đền bù cho những người mà thứ nhất có hai cái nhóm, thưa quý vị, đó là mấy chục năm trước đây đó họ bị chính quyền California
ép buộc đưa vào cái chương trình triệt sản mà không có theo ý nguyện của họ. Có hai nhóm, đó là đầu tiên đó, một nhóm là vào thập niên 30 là phía các chính quyền tiểu bang đó, họ lại có một cái quan điểm là những cái người mà bị bệnh tâm thần đó thì cứ không nên sinh con, cho nên họ lập ra một cái chương trình đó. Cái tin tức này rất là dài nhưng mà đã hết giờ rồi, cho nên xin phép quý vị vào ngày mai chúng tôi sẽ tường trình nó kỹ càng hơn. Là bởi vì cái nỗ lực của chính quyền mặc dù là muốn làm chuyện tốt đền bù cho những cái nạn nhân này, nhưng mà bây giờ đó cái việc tìm kiếm họ rất là khó khăn. Trong phần tin tức 5 giờ chiều nay với bản tin nổi bật với Đinh Quang Thái, chúng tôi sẽ nói thêm về bản tin liên quan đến nỗ lực của ông Kevin McCarthy dân biểu, liệu rằng có đạt được đủ túc số để trở thành chủ tịch Hạ viện hay không, hay còn những cái vấn đề khác liên quan với những cái sự chia rẽ của Đảng Cộng Hòa. Mời quý vị cùng theo dõi chiều nay. Vào trong trang nhà lướt được Sài Gòn TV.com đọc thêm các bản tin đáng chú ý, vào trong YouTube. Mong quý vị nhấn nút subscribe quý vị nhé. Kính chúc quý vị một ngày làm việc thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai.